Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 7 ngày 22 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 22 tháng 4 năm 2023, tức ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngày Canh Tuất, trực, phá, nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Tuần xung ngày, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Giờ Hoàng đạo, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi thần tài ban lộc trong ngày thứ 7 này sẽ là tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 22 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Đầu tiên là tử vi tuổi Tý. Thương quan xuất hiện, người tuổi Tý có vẻ khá dễ mất tập trung trong hôm nay. Bạn thường để bản thân bị cuốn quá sâu vào câu chuyện hay những sự việc diễn ra xung quanh mình. Tiến độ trì trệ sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, thậm chí Tý còn có thể gây phiền phức cho đồng nghiệp. Lịch ngày tốt khuyên bạn nên chấn chỉnh lại bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát. Thủy thổ xung khắc còn là dấu hiệu cho thấy chuyện tình cảm không thuận. Có vẻ như từ khá lâu, bạn và nửa kia không còn tìm thấy tiếng nói chung. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau thay vì cứ chiến tranh lạnh kéo dài. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, dễ mất tập trung để bản thân bị cuốn vào những việc ngoài lề. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, chớ nên lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, tiến độ công việc trì trệ sẽ gây ra hệ lụy cho người bên cạnh. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên chấn chỉnh lại bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đôi lứa không tìm được tiếng nói chung, chiến tranh lạnh kéo dài. Còn số may mắn là số 9 và số 8, giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường là xanh và vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiếp đến là tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hôm nay, tuổi Sửu được chính ấn che chở nên công việc tiến triển ổn định. Bạn có phương pháp làm việc khoa học và cũng có sự quyết đoán cần thiết. Ngày này, bạn càng dễ thể hiện được tài lãnh đạo của mình. Cơ hội thăng tiến cũng mở ra trước mắt Sửu. Con giáp này vốn có năng lực, lại rất chăm chỉ. Đây sẽ là cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Khi ấy, bản mệnh chắc chắn có thể giành được vị trí cao hơn với mức lương thưởng tương xứng. Tuy nhiên, hôm nay là ngày thổ vượng, nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm. Bạn có thể gặp vấn đề về dạ dày do mải mê với công việc mà bỏ bê ăn uống, sinh hoạt kém điều độ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, công việc tiến triển ổn định nhờ phương pháp làm việc khoa học. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có sự quyết đoán cần thiết, thể hiện tài năng lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cơ hội thăng tiến mở rộng, có cơ hội để thực hiện bứt phá. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, có thể giành được vị trí cao hơn với mức lương thưởng tương xứng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, sức khỏe sa sút do bỏ bê ăn uống, sinh hoạt kém điều độ. Còn số may mắn là số 6 và số 7, giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường là đen và tím, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Sau đây là tử vi tuổi Dần, ngày có tam hợp cục tương trợ, người tuổi Dần được nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tiến triển tốt hơn hẳn. Hôm nay còn được coi là ngày vượng tài với những chú hổ khi thiên tài nhập cục. Tiền bạc nhìn chung rất dư dả, nhờ đó con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Trong ngày mộc thổ tương khắc, chuyện tình cảm của Dần có một vài khúc mắc nhỏ. Bạn đừng nên coi nhẹ những xích mích nhỏ nhặt hàng ngày. Nếu không giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, càng về lâu dài đây sẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ tình cảm đổ vỡ. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, vận trình sự nghiệp tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tiền bạc dư giả, có thêm động lực phát triển kế hoạch kinh doanh đầu tư. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập nhờ khả năng quan sát. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, mối quan hệ đôi lứa có khúc mắc. Còn số may mắn là số 4 và số 0,
Giờ tốt là 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là xanh dương, bạch kim. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Tiếp theo là tử vi tuổi Mão. Hôm nay là ngày lục hợp nên tuổi Mão có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Chính tài giúp vận tài lộc tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay. Tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít tín hiệu theo đuổi từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể, khiến nhiều người phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, vận quý nhân vượng không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực hơn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, vận tài lộc tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tình duyên có phần khởi sắc hơn. Con số may mắn trong hôm nay là số 3 và số 9, giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là xám và đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Dần và tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, Tuất Thìn tương xung là lời cảnh báo người tuổi Thìn nên duy trì sự tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân trong ngày hung vận khá lớn như hôm nay. Điểm báo có kẻ cạnh tranh không công bằng, gây lên không ít trắc trở cho bản mệnh. Phương diện tài lộc cũng có nhiều vấn đề khiến Thìn phải suy nghĩ, trăn trở. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định, con giáp này còn phải cân đối các khoản chi tiêu liên tục gia tăng. Thổ khí vượng còn có thể là nguyên nhân khiến tinh thần dễ bị ức chế. Bạn có thể gây hấn với nửa kia chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, vì hai người thiếu sự chia sẻ, trò chuyện với nhau nên tình cảm cũng dần phai nhạt. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, cần tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, gặp nhiều trắc trở khi có kẻ cạnh tranh không công bằng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, đối thủ gây nhiều thử thách và trở ngại không thể lường trước. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tiền bạc có hạn trong khi các khoản chi tiêu lại nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tinh thần dễ bị ức chế, có thể gây hấn với nửa kia. Còn số may mắn là số 2 và số 5, giờ tốt là 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là cam và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Thân. Tiếp đến là tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng từ hung thần thiên quan nên có thể gặp rắc rối trong các mối quan hệ do cách cư xử nóng nảy của mình. Con giáp này chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác, tự cho mình là đúng và nổi nóng khi có bất đồng. Vận trình tài lộc của Tỵ cũng có dấu hiệu sa sút, bản mệnh nên lập kế hoạch chi tiêu mỗi ngày và nghiêm túc thực hiện theo những điều đã đề ra để quản lý được túi tiền tốt hơn. Điểm sáng trong hôm nay sẽ nằm vào phương diện tình duyên nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này có chỗ dựa tình cảm vững chắc khi người ấy luôn ở bên cạnh động viên để bạn không dễ dàng gục ngã. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, có thể gặp rắc rối trong các mối quan hệ do cách cư xử nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, trở nên hiếu thắng và kiêu ngạo hơn, thể hiện tham vọng quá đà. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tài lộc sa sút do thói quen tiêu tiền theo tâm trạng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, có chỗ dựa tình cảm vững chắc. Con số may mắn là số 7 và số 1, giờ tốt là 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là tím nhạt và hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Sau đây là tử vi tuổi Ngọ. Hôm nay may mắn được tam hợp thái tuế nâng đỡ, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng tìm ra những phương pháp phù hợp để tháo gỡ bế tắc vốn đang gặp phải trong công việc. Về tài lộc, những chú ngựa cũng nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong các dự án kinh doanh đầu tư mà mình dồn nhiều tâm huyết. Sau những nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng bạn cũng có thể thảnh thơi tận hưởng thành quả của mình. Cũng trong hôm nay, vận trình tình duyên của tuổi Ngọ đang có những tín hiệu tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp con giáp này nếu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được tình yêu của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dễ dàng tìm ra những phương pháp phù hợp để tháo gỡ bế tắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, quý nhân chỉ điểm giúp nắm bắt vấn đề cực nhanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, các dự án kinh doanh đầu tư có tín hiệu tích cực. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, có thể thảnh thơi tận hưởng thành quả của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nhân duyên khoe sắc,
Con số may mắn là số 2 và số 9. Giờ tốt là 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là vàng đất và đỏ tím. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Tiếp đến với tử vi tuổi Mùi. Tử vi khoa học dự báo, tuổi Mùi phải chịu nhiều phen nao đao trong ngày phá thái tuế cản trở. Có không ít rắc rối đang chờ đợi trước mắt. Nếu suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bạn có thể sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại thái độ và tác phong làm việc của mình. Chớ nên cẩu thả hay xuề xòa quá mà bỏ qua những quy định sẵn có. Con giáp này đang đặt mình ở vị trí trung tâm và không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Đối với vấn đề tình cảm, chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân của bạn cả. Mọi vấn đề tranh cãi giữa cả hai thực chất đến từ sự hời hợt và lạnh nhạt của bạn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim phải chịu nhiều phen nao đao, nhiều rắc rối chờ đợi trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy rơi vào tình huống bất lợi khi suy nghĩ quá đơn giản. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa nên đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ xem lại thái độ và tác phong làm việc của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc tình cảm trục trặc do thái độ hời hợt của bạn. Con số may mắn trong ngày hôm nay là số 1 và số 6. Giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là đen và cà phê. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ bảy này, quý nhân tam hội sẽ giúp người tuổi Thân tạo được ấn tượng tốt trong công việc với đồng nghiệp, cấp trên và cả khách hàng. Thông qua đó, bản mệnh có thể ký kết được hợp đồng mới hay nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp tăng tiến. Tài lộc trong ngày cũng không có gì phải nghĩ ngợi. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao thì chắc chắn sẽ có thu nhập xứng đáng. Hôm nay bản mệnh còn đón tin mừng về nhân duyên, các cặp đôi có thể bàn tính chuyện hôn nhân, còn người độc thân cũng có cơ hội gặp được người trong mộng. Bạn có thể gặp được nhân duyên của mình trong các cuộc gặp bạn bè. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy tạo được ấn tượng tốt trong công việc với mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa ký kết những hợp đồng tốt, nắm bắt những thông tin quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ có thu nhập xứng đáng nhờ chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc nên tập trung vào công việc chính để đảm bảo thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim đón tin mừng với nhân duyên, có thể bàn tính hôn nhân. Con số may mắn là số 8 và số 2. Giờ tốt là 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường là trắng và xanh nhạt. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Dậu. Tiếp theo là tử vi tuổi Dậu. Tử vi ngày mới nhắc nhở Dậu cần đề phòng họa mất tiền trong ngày hung tinh kiếp tài gây hại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan của bạn nên dẫn tới nhầm lẫn, tắc trách nên phải đền bù thiệt hại. Cục diện tương hại còn khiến công việc của Dậu dễ xảy ra trục trặc. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc, nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như bạn mong đợi. May mắn phương diện tình cảm của Dậu còn nhiều điểm sáng. Nhờ ngũ hành thổ sinh kim nên đôi lứa đang ở trong những tháng ngày vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh luôn cố gắng bảo vệ và trân trọng những hạnh phúc đang có. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy cần đề phòng họa mất tiền do chủ quan nên dẫn tới nhầm lẫn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa người làm về tài chính kế toán nên thận trọng khi gặp họa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ công việc dễ xảy ra trục trặc, kết quả không được như mong đợi. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc nên xem lại cách thức làm việc, cần có tinh thần hợp tác hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim đôi lứa đang ở trong những tháng ngày vô cùng ngọt ngào. Con số may mắn là số 7 và số 9. Giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là hồng đậm và cà phê. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Tuất. Tiếp đến là tử vi tuổi Tuất. Thứ bảy này, tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi ở phương diện công danh sự nghiệp nhờ thiên ấn trợ mệnh. Con giáp này luôn chăm chỉ làm việc nên những thành quả đạt được không phải điều quá xa xôi. Nhờ đó, bản mệnh có thể kiếm được khoản tiền lớn bằng chính tâm huyết và nỗ lực của mình. Chẳng những vậy, niềm vui về tài chính cũng sẽ tìm đến với Tuất trong hôm nay. Con giáp này dù làm công ăn lương hay lĩnh vực kinh doanh thì đều có lợi, khả năng cải thiện nguồn thu nhập rất lớn. Về phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy. Bản mệnh và người ấy đang có những bất đồng trong quan điểm sống. Hãy chủ động chia sẻ và lắng nghe nỗi lòng của người ta để mau chóng hóa giải vấn đề mâu thuẫn giữa hai người. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa gặp nhiều thuận lợi ở phương diện công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ có thể kiếm được khoản tiền lớn bằng chính tâm huyết và nỗ lực. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc đón niềm vui về tài chính, làm ở lĩnh vực nào cũng đều có lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim
có thể hy vọng vào tiềm năng làm giàu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đôi lứa đang có những bất đồng trong quan điểm sống. Còn số may mắn là số 1 và số 4, giờ tốt là 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường là đỏ, ghi, quý nhân phù trợ là Dần, Ngọ, Dậu. Và cuối cùng là tử vi tuổi Hợi, thực thần là cát thần giúp tuổi Hợi có thể giành được những thành công trên con đường kinh doanh của mình trong ngày hôm nay. Con giáp này rất chủ động tìm kiếm cơ hội nên thành quả tốt đẹp đến là điều xứng đáng. Công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển khá tốt, vận may đến có thể đem theo nhiều tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực mới. Bản mệnh tỏ ra hào hứng và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Ngũ hành tương xung cho thấy hai bạn phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương nên khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, chủ động tìm kiếm cơ hội, đón thành quả tốt đẹp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, không bao giờ ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng chấp nhận cả thất bại. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, có nhiều tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, phương diện tình cảm đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Con số may mắn là số 6 và số 5, giờ tốt là 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là xanh lam và nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Đánh giá tử vi ngày 22 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi may mắn nhất trong ngày là tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Con giáp vướng nhiều rắc rối nhất là tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt, chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.